Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay thì tôi xin giới thiệu cho các bạn chiếc máy khoan điện hút van đa HRD6501. Chiếc máy này thì chuyên dụng dùng để khoan các loại kim loại như là sắt, thép, nhôm và hoặc có thể là khoan gỗ, bán vít. Bây giờ hãy cùng xem bên trong hộp có những phụ kiện gì. Bên trong hộp thì khi khui thùng ra chúng ta có một sách hướng dẫn sử dụng, cùng với đó là một cặp chổi than để thay thế. Đây là thân máy của chiếc máy khoan hút van đa 6501. Dây điện của máy, dây điện thì dài khoảng 2,5 m. Phía dưới này thì có chỗ gắn phá mở để chúng ta thay mũi khoan. Tay cầm của máy, tay cầm rất là vừa vặn, thiết kế rất là khít. Các bạn ngoài này ra thì còn có tấm cao su giúp khi cầm thì chống trơn trượt và khi làm việc lâu thì nó đỡ mỏi hơn. Thế này là công suất của máy. Máy thì sử dụng điện 220V 50Hz, công suất là 450W. Tốc độ vòng quay là từ 0 đến 4.200 vòng trên 1 phút và sử dụng đường kính mũi khoan đến 6,5mm. Đây là thông số kỹ thuật của máy. Trên này là đầu vặn để chúng ta giữ mũi khoan. Phía dưới này là cò bấm của máy. Trên cò bấm của máy thì có núm để điều chỉnh vòng quay của máy, tốc độ vòng quay của máy. Đây là công tắc đảo chiều, có thể khoan thuận chiều kim đồng hồ hoặc là ngược chiều kim đồng hồ. Dây điện làm gắn rất là chắc chắn, có lớp bọc, chúng ta có thể chống gãy chỗ này. Bây giờ tôi sẽ lắp mũi khoan và cắm điện để thử chiếc mũi máy này. Đây là mũi khoan của chúng ta. Chúng ta dùng khóa để siết chặt lại. Cắm điện và thử máy. Máy chạy rất là mạnh mẽ và êm. Chúng ta thử chỉnh tốc độ vòng quay của máy. Giờ chúng ta sẽ chỉnh nhanh hơn. Và đây là tôi đã giới thiệu cho các bạn chiếc máy khoan điện hút van đa HRD6501. Nếu các bạn quan tâm và muốn mua chiếc máy khoan này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video hoặc đến xem máy trực tiếp tại cửa hàng 354 Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.